Okay, alo young no mean pay with young man of PF, I take a lamonti and chop, tie young no mean panel by. Panel by young and chop to winning content creator, boon pram that did. Yeah, not that thing did. Mean Luchi Brody K, Brody A, Mr. Kmav, GMK, hey, Blanky 2, Miriam, Lin, hey, Brocky A, hey, Qwin, somebody, hey, and Sack. Young session team, you know, to be streaming. Yeah, not a more streaming class, more live stream, more game, kiss stream, no low Facebook, no low Twitch, no low YouTube, you know, to add more on look like. I love some churn, GMK, Brody K, Brody A, hey, and Mr. Kmav. Nhưng trong ai bố có trai lấy bọt vì sao tại tôi chỉ mua nâng ca thua live stream. Xong có IP điệt, xong có IP điệt. Quay sẵn hồn, quay sẵn. Bỏ mát, bỏ mát á. Bà, bỏ cồn, bỏ cồn. Nào, mát mát, mát mát. Nha, anh quay ở đi. Quay á. Bà bốn nhạc này ở sân dưới nhạc đây là trôi chất lên gì kế. Phạp chi, chi thị ế, mục đá đá. Nào, lấy dưng, ủ bạo bền tạp bạc. Ở đây mùi bọn này ôn. Sao đá ôn khóa ấy. Ok, à lấy anh chạp đá mấy. Nhưng trong xuân này nó khá nha xùm đuôn mùi. Ta ở với tới đây cái hào ta streamer. Chạy con này. Ở với tới đây cái hào ta streamer. Mà bro TK, cũng âm yên, stream là hốt xong. Biết thật streamer bà này ta dương cứ like, mình thao like, tẹt tôn cho mùi nâng. Game đôi co like từ lơ này sẽ ghép anh nắng đôi chỉ dương mưa tam tua đôi chỉ bọc tua chắc anh nắng đôi chỉ cái stream này ta anh nắng lơ tua xem nhạc bộ nhóm vĩnh cư nhóm stream từ lơ đôi chỉ Facebook YouTube và anh nắng cứ chỉ này digital vơ nắng anh nắng hay từ tha bịa thò live stream Mr. Kmav vậy tới pì bảo thang cho bọn sẽ cứ mình không bị TK mà này anh nắng đôi chỉ dương đi miếng tiếp dỗ mới luôn ai biết sắp xài tao giờ audience dương ban mơ live stream tua đôi chỉ tụt tua định bóng thi kê vậy chẳng cứ dương miền daily stream miền sketch dữ vậy đầm bay ao giờ audience dương tam đàn đang ai bảo chim khế vụ con vậy ao hỏi bọn à bay nó chơi mất nghe ai mà lao mất bọn nhưng mà đông vậy cà phê ra đây mà nuôi nắng mệt ăn hiền vậy vậy tại yên sang tay miền cà nó nắng nâng ai lỡ quạt chai ao men bài bài này ao con trai nâng ai streamer yang đăng ai streamer cứ quạt line nơi lỡ platform social media vì miền trai nhá nên đại mưa nơi sọc mai giống bây giờ qua là Facebook và YouTube ấy tại nơi bên Thái nơi bên Chất Khang nơi thằng Cao bên cái miền platform mới tiết xem app gaming to món hàng từ Twitch mình được biết tới nhà để qua tại Twitch cứ chia platform mới đây là nào cột tơ và hai chia sau khi mà dương ai nâng là bay tràn được sai vì miền function chơi sản nghiệp cà thua lại nâng sầm nút và to lớp pin nó chơi hai ấy ở đây ai chơi tiền ban bớt sân để chọn làm bay stream á ta dương thử miền ở vực coi khác làm bay live stream mua ở lỗ hay bạch dây brand các bạn ấy ta dây tăng hoa ở vực coi khác sản nghiệp live stream ở đó game cho những live stream game mình thường bạch miền này cái khác là GMK đi chụp nhiều những game mong sắp tutorial tại bởi tam pu có lược la mà mảnh cứ ở live stream mà lỗ thời bù năng này đặc kiện một đấy chứ còn mà ngày mẹ ca live stream mà hiện lỗ cứ thời ca là bỏ đại hiện khoản ba tí đôi chia bà chỉ tiêu hiện bộ ba sản phẩm này là có tầm chắp đam từ bốn ok phần tay bởi sản phẩm ca này non bao nhóm sản phẩm này là có trong chắp đam từ bốn mà trăm mày lỗ ấy sầm khán cái dương đang bị khốn này dương châu chất lên ấy cho ba này hay giờ xong bài tu sam mới gửi những ai like bán đây không? Sầm luôn đi chặt đào, chặt đào chặt đào khắng á. Mà đăng ngay, trầm trai, lời con dễ thì dân thật đang bị thui bị ấy. Cho lời bro đi á, miền này thay món. Cũng nó nghiêm bích, tay luôn sát phong, giặt kín lúng à. Bên sân thì dân chọn chặt đào live, dân ở trời ca miền bỏ trả này đôi cột dễ chẳng. Bên sân thì dân miền công chủ tới, dân riêng prao về tới. Bởi vì dương mình tu sắp dương riêng bảo vệ tờ vì ớt khóa hai ca này nôm lơ internet. Dương phía dương bảo vệ tờ dương miễn. Dương cùng mơ nẹ đọc tây đã quạt chục chơi còn mình là bảo hộ mơn đồ lá bằng quạt lại bán áo tế. Gửi chập đàm bì ca hiền phở là bảo vệ tờ dương miễn.
ai còn là tha bề khác những chỗ open sai đôi chỉ internet đôi chỉ khường dương vì mình lo chứ mình ta nắng thằng mình đã dương chập đam pizza rồi chứ trong trong ai dương hiền phở là bỏ đi dương miền tôi cái đói thằng cái đói miền này thay mấy vậy đấy nó đôi con vậy chứ bộ đôi nhà nó bán đang sẹp chứ cái nhom chập đam tập bốn nhưng mình tại ipad mua gì xem đẹp live van glory khởi mắc cái nhom bên cổng thơ mua giờ là mổ xong rôm năng tứ vì nhom chập đam với nhom bán vô lui bị bẹt hai là nhóm thưa ca họ ngay là bây giờ một cục con lừa nó có đôi chị áp trẻ tới ấy thì nhóm miền đó họ ngay nhân anh ok và bro pin này miền này thay mắt bật mẹ miền trong và thay em tha họ ngay bật hai dương miền ấy dương phở năng tới dương phở ở sao mà tập phim chăm dương áp trẻ tam khỏi đôi nhóm chập đam thì bổ nhóm lái xem mày có phố tập hẻm hiểu đi tập năm đô la đi hay vậy tới cứ dương chập đam đong tích vậy đó cứ dân nâng đó là nếp là tha đó là đại dương thử upgrade chẳng tam cái tam ai này khá bị khá của dân ai nữa từ đại bán này tại bên này starter là bốn ok cứ vừa ở tranh bị chặt bao nhiêu bạn bạn bàn trừ mấy bro mấy này bờ mẹp nhóm với nhờ chồng pu hồ tha bờ sân chỉ dương auto bạc cò dương ăn cái lệch mời chung vinh khuôn dương tha lấy ta dương ăn miếng này cái khá đôi chỉ mạ pa bao dương thỏm nát lấy tét tay làm miếng này cam rả miếng này tít tuột chứ những ai phở camera rồi có nồng tia dương dương miên webcam rồi có tha ở lấy bong nhom miên ấy thằng nhom miên là thay vì ca ở bật chật nhom tích tuột chứ những ai snap man không đẹp nè tích tuột nhưng mà tay dương thở tha dương stream content này kết từ ao play nhưng mà đại dương mưa dương năng của tha thom nát stream mình miên là dương cứ miên trao mình tên chứ bật sân chia hết ấy bằng kê thở mưa dương chi chiêng đọc một pay nhẹ xây tiệt chứ dương thở cất biển đang đai môn dương chập ram stream con chào bro TK ok là sầm đuôi và toa tiệt sầm đuôi và toa tiệt đấy ta dương chân nái pel bằng ngày vui con mà sao đà chân nái pel bằng ban ngày đi có bằng ban mau nằm bay stream nằm bay ở dương bậc cao ở điện bàn bữa thom đá chưa nè na cả đói có lại bàn đây tua sập đọc mà lại bọc mà lại thôi đi thôi luôn chẳng ta chậm nói cho quạt bị chôm cứ ở miền mở quạt vừa rối quạt rụng bưng tóc búa quạt bạc bong càng nghe nâng cháo ta lại mà chốt đấy cứ ở miền cào pon này anh nhung đằng mong chẳng bà bị sao dương p đại dương cùng giấy bịa đại chốt chơi một bà ta dương vô bà bị sao to p đường chập đam mau tập bốn thà ta dương vô vậy tới chia cùng láng có đôi chia bị chạy cái tê thua ơi nè để mưa nó quật mưa dương hai mưa tiệt bùi dương ai chạy để năng tịch bàn đấy dương mình chăm bài thao chỉ rụp một môn nữa ấy còn ta chịu bà bị sao bữa sân chơi ai bàn em đó là ông tên mà Mr. Khmer môn kì lượt đây là hụt nhé là hụt chỉ bà bị sao nhom to ok rồi chờ tập bốn lại nó cứ nhom quạt toàn score bộ quạt này nhom score các cái tam lên game hay bật mà lên game mà bộ nhom cả ban vậy là cứ nó sao vậy cha lại nhom chập đam livestream mà cứ hunter còn nè norm ad livestream bộ nhom lên nhưng tới có mấy có muốn gọi mấy ông điên à ví dụ phèm nè cái này ai được sót mong phèm nè cái này của mui nè mui phèm nè mui lên nè lên vậy đó nè like của mơ nè lên mui cái này của mơ để chân tập phèm nè hay sầm khánh hay ấy like đâu hoàng ngày thì mui cứ bộ dương sáy chất ăn phơi bia bộ dương lên chung cái dương sáy dương sau bị tọt máu nè mới có cái chập nam châu mà bà lại sai bộ dương lên sáy tranh pia rầm ở bên ở sầm đại ha ủa này sáy thử thơ chẳng ở đây bộ nhóm lên sáy ở lên lô sáy bên người sai vì tranh bị chật bộ nhóm đam đồng bộ nhóm lên chung cái chẳng tay cứ sáy mong ở là miền này cái thái miền tây đó bây giờ liên cầm bông để khát khao khát khao chứ bản thân chỉ nhom với nhom chập đam chờ nói nhom sần để xa miền following những chờ anh chẳng dương có chập đam lại mua là hết để nhom lại nó cứ để xa interaction phù hợp để dương và hoa video cứ ăn miếng để interaction dương và hai bị sự cam phê dương tự comment dương sợ bãi chết à tồn tại việc miền là connection được dương mình được tôi tha nhom tôi bằng ai nhom bùi bằng ai nhom chơi chơi bằng ai chẳng á chẳng nhom lái nhom muốn được nhom lái cứ nhom spy rock audience nhom sân nhom cao channel nhom sân nhom miền content nhom sen tại đầu pe môn pe để nhom sẽ chết thay những lái chơi cứ để xa chẳng ai anh đang bị tiệt toàn đòi hưởng kê từ chơi khi muốn nắng á na hưởng sẽ tất cả YouTube năng ngày dương lại bằng lưu về thằng strong ngày chẳng nhom miền ca nghiệp sen dương lái nhom sen còn là chỉ học bị tệ phần tai bộ miền này nhóm trang ao ấy nó cứ
យើង set goal ខ្លួនឯងនៅក្នុងគេហៅថា realistic way បើសិនជាយើងចង់ live ឲ្យមានអ្នកមើលយើងសួរខ្លួនយើងថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានព្រោះជាទូទៅអ្នកខ្លះគាត់ live មានអ្នកមើលគាត់ឈប់ live ហើយដោយសារអីសបិនគាត់ខ្ពស់ពេកអឺ dream គាត់អត់នៅក្នុងប្រអប់នៃការពិតទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អឺពិបាកចិត្តទេពេលដែលខ្ញុំឃើញចំនួនអ្នកមើលខ្ញុំតិចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺនៅក្នុងសបិននេះខ្ញុំបាន set ហើយអឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើង create following សិនពេលខ្លះមិនមែនយើង live ភ្លាមគេមើលយើងភ្លាមទេដោយសារពេលដែលយើង live ភ្លាមហ្នឹងឯងគឺពេលដែលយើង learn ពីខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងអត់ទាន់មានអីដែលគេអាចជន់ពីលើយើងមើលយើងបានទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ show ថាខ្លួនយើងមានអីខ្លះហើយអឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងក្តីសបិនរបស់យើងគឺយើង set នៅក្នុងកំពងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើទៅទោះអ្នកមើលតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយយើងអត់អឺបាក់ទឹកចិត្តទេហ្នឹងហើយអូយច្រើមានអីអត់តាពុកមាត់បិសាយសក់សតាស្នៀមអឺបើនិយាយទៅការចាប់ដើមឡាយដំបូងរបស់ខ្ញុំមុនដល់វែនទៀតគឺជាជាអេលេងមួយខ្មៅថ្ងៃមួយនឹងគ្នាខ្ញុំប្រហែលអ្នកទៀតមួយបង DS មួយអីហ្នឹងបាទហើយការដែលចាប់ដើមដំបូងគឺអត់ដាច់គិតថារំពឹងពេលដែលឡាយទៅសង្ឃឹមថាមានអ្នកចូលមើលទេគឺពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកក្តីអីក៏ដូចជាកត់ទុកនៅវីដេអូដែលពួកខ្ញុំបានហ្វានជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងពេលខ្លះចូលលេងទៅជួនកាលមុនដំបូងលោតតាមបាយូឯងស្រាប់តែលោតមក2 3 4 5គឺមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តមែនទែនដល់ពេលសួរចូលឡានណាគ្នាឯងទាំងអស់តែមានអារម្មណ៍ថាលេងយូរទៅគឺមានអ្នកចាប់ដើមចូលមកខមមិនមកអីច្រើនហើយក៏ចាប់ដើមសុខចិត្តឈៀលជាមួយអ្នកដែលគាត់ចូលមកចែកម្លែកក្តីជាមួយយើងដូចគ្នាតែក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ចូលមកជេរចូលមកយើងស្អីវិញហ្នឹងដែរតែដល់ពេលយូរទៅយើងរៀងស្មដែរព្រោះអីគេជេរសងរងអីចឹងទៅមុខវិញក្រាស់តិចត្រូវធំខ្លះចាប់ទុកខាតឃើញអីចឹងណាពេលខ្លះតែពេលខ្លះតាមចិត្តព្រោះជា streamer បើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំតែងតែបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអតចរិតពេលខ្លះខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំថាវិញដែរព្រោះហ្នឹងយកមានបានធ្វើអីគេហ៎អាហ្នឹងវាខ្ញុំនិយាយធំហ្មងហើយសម្រាប់ការចាប់ដើមគឺខ្ញុំគ្រាន់ចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាយើងចង់ stream ដំបូងយើងកុំរំពឹងទៅលើ viewer ថាយើងបានប្រមាណអញ្ចឹងចាំបើយើងអង្គុយ stream យើងអង្គុយចាំតែមើលបយូមកប្រហែលបយូមកប្រហែលគឺយើងយូរទៅគឺយើងចាញ់តែខ្លួនឯងហ្មងស្បៃហ្មងអត់មានអីអំបិលសុទ្ធហ្មងបើសិនជាយើងធ្វើវាតាមការសប្បាយចិត្តរបស់យើងមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចគឺយើងដឹងខ្លួនឯងតែមិនប្រកាសថាយើងអាចធ្វើបានរហូតសំខាន់គឺព្រោះខ្ញុំក៏ដែរមានម្ដងដល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរគ្រាន់ថាផ្លូវដែលយើងដើរយូរទៅកាន់តែសប្បាយចិត្តវាធ្វើយើងសប្បាយចិត្តគឺខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើង wrap up តិចទៅព្រោះពេលវេលាខាយទៅខាយទៅអ្នកនៅមើលអត់បាយអ្នកគ្នាឥឡូវឥឡូវចុងក្រោយហ្មងអឺសំនួរចាក់ដោតសួរថាអ្វីដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃជា streamer អាចជួយយើងឲ្យរស់បានអត់មិនបាច់សួររឿងលុយទេសួរថាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបាយហូបអត់សួររឿងជ្រៅតិចបែរនៅវើអាចមើលចាប់ឈួយបាទឥឡូវឆ្លើយមើលអឺបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញចំពោះការ streamer នេះគឺវាពិបាកខ្លាំងមែនតើបើសិនជាយើងរំពឹងលើវា 100% ទាំងស្រុងហ្មងគឺมันអាចបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺมันអាចទប់ទល់នឹងជីវភាពរងហើយមិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជា hobby របស់ខ្ញុំមួយទេធ្វើសម្រាប់ពេលទំនេរក្រៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការងារខ្ញុំផ្សេងទៀតក្រៅពីហ្នឹងឥឡូវអ្នកមើលតាមផ្ទះមើលឲ្យហើយស្ដាប់ឲ្យហើយគាត់ 100k subscriber គាត់ថាអត់រស់ទេសារហ្នឹងបាទព្រោះថាអត់មាន subscriber ទៀតចប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ចែកម្លេចឲ្យដឹងព្រួយអ្នកខ្លះគាត់ផន់ច្រឡំគាត់ថាអូរាប់លានរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ហ្នឹងរាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះគេនិយាយគេនិយាយតែបើអត់ស្គាល់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយយើងនិយាយចេញផ្ទាល់ព្រោះសិនយើងនិយាយអត់ត្រង់អាហ្នឹងយើងទទួលខុសត្រូវហើយព្រួយអានេះខ្ញុំដឹងព្រោះយើងធ្វើ content យើងដឹងអស់គ្នាយើងចង់ឲ្យគ្នាប្រាប់អ្នក audience គាត់ដឹងថាអត់ស្រួលទេគាត់មើលមកពីក្រៅតែស្រួលណាស់តែអញ្ចឹងដូច Mr. Kmav អញ្ចឹងគាត់តស៊ូខ្លាំងឥឡូវ Kmav ឆ្លើយចំនួនហ្នឹងមើលដូចខ្ញុំមិញខ្ញុំចូលមើល live ដែរមាន comment មួយគេនិយាយថាអឺធ្វើ YouTube មិនចង់បានលុយតែចង់បានលុយពី YouTube ខ្ញុំឃើញ comment ក៏ comment អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅវិញថាខ្ញុំមិនដែររំពឹងលុយពី YouTube ទេព្រោះខ្ញុំនិយាយត្រង់2ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់តបានបើកលុយពី YouTube ទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចរំពឹងបានតែរងថ្ងៃខ្ញុំ live stream រងថ្ងៃនេះគឺដោយសារអីខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គេមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យការលេងហ្គេមខ្ញុំក
ការសប្បាយរីករាយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅដល់អូឌីអិនដែលថាអ្នកមើល live stream ហ្នឹងគាត់បានសប្បាយជាមួយខ្ញុំសើចជាមួយពួកខ្ញុំពេលច្រើនខ្ញុំលេងហ្គេមមួយគ្នាខ្ញុំមិនដែលលាក់ចរិតទេគឺខ្ញុំត្រូវសើចឲ្យលេឡោមឯងគឺខ្ញុំត្រូវសើចចឹងពេលច្រើនខ្ញុំអត់សូវរៀបរឹកពេល live streamចឹងហើយបើថាឲ្យរំពឹងនៅលើ live stream ខ្ញុំអត់រំពឹងទេព្រោះអីខ្ញុំត្រូវរកក្រៅដើម្បីមកទប់ទល់នឹងការ live stream នឹងវិញពេលច្រើនខ្ញុំត្រូវធ្វើការខ្ញុំរកស៊ីផ្សេងដើម្បីមកទិញ equipment ហ្នឹងមក live វិញទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបានចំណូលអីពី live stream ទេនិយាយត្រង់ហ្មងអរគុណច្រើនបាទបីសាយសាក់សអឺបាទនិយាយទៅពីឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ការ stream មកខ្ញុំគឺគួសសមដែរព្រោះខ្ញុំអាចជួយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំបានច្រើនត្រូវហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តាំងពីខ្ញុំចាប់ដើមមកខ្ញុំអត់ដែររំពឹងថាអាការស្រីមនឹងគឺវាអាចជួយឲ្យខ្ញុំរស់រហូតទេព្រោះខ្ញុំមានការងាររបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែខ្ញុំយកពេលរបស់វានឹងដើម្បីពេលដែលខ្ញុំអបសុកសម្រាប់យកមកកំសាន្តដើម្បីឈៀលជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំឯងជាពិសេសខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំចាប់ដើមវានឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍អឡនច្រើនហើយយើងមានមិត្តភ័ក្តិអ្នកដែលគាត់លេងហ្គេមជាមួយយើងឈៀលជាមួយយើងក៏មានម្ដងថ្ងៃហ្នឹងយើងគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងខ្លះអាចជួយដល់ខ្លួនឯងបានខ្លះក៏វាល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់រំពឹងថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើអានឹងរហូតទេខ្ញុំមានពេលរបស់ខ្ញុំខ្លះសម្រាប់ទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតគ្រាន់តែខ្ញុំយកពេលដែលខ្ញុំទៅនេមកធ្វើអានឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយតាអញ្ចឹងតើប៉ុណ្្នឹងហើយអូខេឌីហេសរុបសក្តីមកមេក្រូ2ហីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបងប្រាក់គាត់សួរថាបើសិនជារំពឹងលើការ live ហ្នឹងអាចរស់ហើយបងហ្នឹងហើយរស់អត់ខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំចង់និយាយរស់លើនេះវិញលើ mental វិញដោយសារជោគជ័យរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺជា mindset អញ្ចឹងរងថ្ងៃអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំគាត់មើលខ្ញុំអាហ្នឹងឯងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់ព្រោះថាខ្ញុំពីមុនធ្លាប់ជាមនុស្ស anti social ខ្ញុំតែឯងអត់សូវដែរនិយាយហ្នឹងណាគេទេអញ្ចឹងគឺមានតែប្រភពហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំអាចគិតជាមួយអ្នកផ្សេងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងគឺអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់មានគេស្រឡាញ់ដែរហើយអាហ្នឹងឯងគឺ push ឲ្យខ្ញុំតោះតែមកទៀតបានហើយដល់ពេល financially អាហ្នឹងខ្លួនយើងតខ្លួនទេប៉ុន្តែអានេះសម្រាប់ថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើដបងធម្មតាវាអត់បានលុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយកអាហ្នឹងជា goal កំណត់មួយដែរថាមានគេស្រឡាញ់របស់ដែលយើងស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងយើងមិនមែនតែឯងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជា push មួយដែរសម្រាប់ទៅមុខបងហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំង4អឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគាត់នៅទីនេះចង់ខ្លាចជា streamer ឬក៏មាន hobby stream ដែរប្រហែលជាអាចទទួលយកបទពិសោធន៍ខ្លះខ្ញុំក៏ stream ដែរ stream ដល់ថ្នាក់គេថាបងបាច់ stream game ទេខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំ stream លេងតែសឹកខ្ញុំតែខ្ញុំមិនទៅបខំមួយឯងមើលណាក៏មើលចប់អានេះជារឿងមួយដែលយើងគួរយល់ដែរព្រោះអឺសរុបសេចក្តីមកសង្គមយើងគឺឮពាក្យថា game មួយម៉ាត់ណាអបាយមុខអត់ល្អអត់រៀនអត់ចូលសាលាចាស់គិតអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអាយុលើសពី25ឆ្នាំភាគច្រើនអត់ល្អហ្គេមខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំពីក្មេងឪវ័យផ្ញើទូហ្គេមច្រើនដងតែសួរថាខ្ញុំជំរុញឲ្យក្មេងៗធ្វើដូចខ្ញុំហ្នឹងអត់ទេរាល់ message ទាំងអស់រាល់ពួកគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយគាត់ប្រាប់លេងបានតែកុំភ្លេចរៀនមែនទេអ្នកឯងអត់មានការងារអ្នកឯងមានអាជីពអ្នកឯងមានលុយណាទៅទិញគ្រឿងក្រុមលេងអ្នកឯងមានលុយណាទៅទិញកុំព្យូទ័រអ្នកឯងមានលុយណាបង់អ៊ីនធឺណិតបានលេងម៉ាស៊ីនល្អទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទៅលួចគេបានទេគឺញឺឈាមបើមិនញឺឈាមខ្លួនឯងក៏ញឺឈាមពុកម្ដាយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលកំពុងមើលនៅតាមគេអាឋានក៏ដោយនៅទីនេះក៏ដោយលេងតែលេងមានកម្រិតឲ្យតម្លៃការសិក្សាមុន message ដែលចង់ផ្ញើហើយលេងជាទម្លាប់ល្អតែបើលេងញៀនគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំង4ដែលសារពេលវេលាមានកំណត់យើងសូម slash តែប៉ុណ្ណេះសិនជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតក៏ដូចជាសង្គមថាយើងនៅ stick around តទៅណាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបនៅ session បន្តទៀតជាមួយនឹងតារាករយុទ្ធ2រូបទៀតបាទចង់អរគុណច្រើនបាទសុខសប្បាយ